Xin kính mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tiếng Việt ngày 8 tháng 12 của Đài truyền hình PTS Đài Loan. Chỉ trong 24 giờ qua, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã phát hiện 26 lượt máy bay chiến đấu của Trung Quốc quấy nhiễu không phận eo biển Đài Loan. Ủy ban Quân vụ Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã công bố đạo luật chi tiêu quốc phòng năm 2024, yêu cầu Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hỗ trợ chương trình huấn luyện quân sự cho Đài Loan. Bộ Quốc phòng công bố từ sáng ngày 7 đến sáng ngày 8 đã phát hiện 26 máy bay quân sự và 10 tàu chiến của Trung Quốc hoạt động ở khu vực xung quanh eo biển Đài Loan. Ngoài ra còn phát hiện một quả bóng bay khổng lồ bay qua đường trung tuyến eo biển vào ngày 7, xuất hiện ở hướng đông nam thành phố Cơ Long và biến mất sau một giờ bay về phía đông. Trung Quốc không từ bỏ thủ đoạn tạo ra sức ép quân sự lên Đài Loan. Ngoại trưởng Anh, người đang có chuyến thăm đến Washington, đã tuyên bố khi bàn về vấn đề eo biển Đài Loan rằng lập trường chung của Anh và Mỹ là Trung Quốc không được sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan. They believe in unification of China and Taiwan. The policy approach that we both share, though, is this cannot happen in a way that involves force or violence or coercion. Cùng lúc đó, Ủy ban Quân vụ Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã công bố dự thảo đạo luật chi tiêu quốc phòng 2024, trong đó có một phần dành cho Đài Loan. Quốc hội yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ xây dựng một kế hoạch huấn luyện lực lượng toàn diện cho Đài Loan, bao gồm đào tạo, tư vấn và thiết lập thể chế, theo dõi tiến độ chuyển giao vũ khí, khởi động hợp tác quân sự trong lĩnh vực an ninh mạng, phân tích tác động của việc Bắc Kinh xâm lược Đài Loan và đề xuất các biện pháp trừng phạt. Đạo luật này sẽ chỉ có hiệu lực sau khi được Thượng viện và Hạ viện thông qua và được Tổng thống Biden ký phê duyệt. Về vấn đề này, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, quân đội Đài Loan không ngừng trao đổi với các đồng minh quốc tế với phạm vi rộng. Điều này chắc chắn sẽ có lợi cho công tác xây dựng và trụ bị tác chiến cho quân đội Đài Loan. Một trong những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ngày 6 tháng 12 ở Đại học Nevada, bang Las Vegas, có giáo sư Trương Gia Trinh người Đài Loan. Nghi phạm là một giáo sư đến từ một trường đại học ở bờ đông nước Mỹ. Cảnh sát suy đoán, động cơ của vụ tấn công là do nghi phạm đã nộp đơn xin vào làm giáo sư tại trường nhiều lần, nhưng đều bị từ chối. Nghi phạm 67 tuổi gây ra vụ xả súng tại trường đại học Nevada, Las Vegas đã bị cảnh sát bắn chết trong cuộc đấu súng diễn ra ngay tại phía ngoài nhà trường. Cảnh sát cũng xác nhận có 3 nạn nhân tử vong, trong đó có một người là giáo sư khoa quản trị kinh doanh 64 tuổi đến từ Đài Loan, ông Trương Gia Trinh, người đã có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Mỹ. Ông Trương Gia Trinh tốt nghiệp Đại học Hải Dương Đài Loan và bắt đầu giảng dạy tại Mỹ từ năm 1997, sau đó lấy bằng tiến sĩ tại Mỹ vào năm 2001 và cùng năm đó đã gia nhập vào khoa quản trị kinh doanh của trường Đại học Nevada Las Vegas. Do tất cả các nạn nhân trong vụ xả súng đều là giảng viên chứ không phải sinh viên, nên cảnh sát suy đoán mục tiêu của hung thủ không phải là lựa chọn ngẫu nhiên. We know he applied numerous times for a job with several Nevada higher education institutions and was denied. Each time. The suspect had a list of people he was seeking on a university campus, as well as faculty from the Eastern Carolina University. Được biết hung thủ từng có tiền án về tội truy cập máy tính trái phép, hắn ta đã mua một khẩu súng hợp pháp cách đây hơn 1.5 năm và cũng trở thành công cụ phạm tội trong vụ án này. Theo CNN, đây là vụ xả súng thứ 80 xảy ra tại các trường học ở Mỹ trong năm nay, trong đó có 29 vụ xảy ra ở các trường đại học. Để tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải carbon, Viện Hành Chính đã phê duyệt ngân sách 400 triệu đài tệ cho kế hoạch khuyến khích người dân thay bếp ga hoặc máy nước nóng mới bằng sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Bắt đầu từ năm tới, mỗi hộ gia đình sẽ được hỗ trợ nhiều nhất là 5.000 đài tệ. Năm tới, Bộ Kinh tế sẽ thúc đẩy chương trình trợ cấp sản phẩm tiết kiệm năng lượng cho các thiết bị ga dân dụng với các hạng mục sau. Đồng trợ cấp mức 2.000 đài tệ cho bếp ga tiết kiệm năng lượng cấp 1 và máy nước nóng thông gió tự nhiên tiết kiệm năng lượng cấp 1, trợ cấp mức 3.000 đài tệ cho các loại máy nước nóng và bếp ga đời mới có tính an toàn cao. Mỗi hộ gia đình có thể đăng ký một bếp ga và một máy nước nóng. Ước tính, Đài Loan có thể trợ cấp 230.000 sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Khoản trợ cấp này có thể bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm tới và kết thúc vào cuối tháng 4 cùng năm. Hoạt động bình chọn chữ đại diện của năm 2023 đã công bố kết quả vào ngày hôm qua. Chữ thiếu đại diện cho thiếu nhân công, thiếu điện nước đã đứng đầu danh sách bầu chọn. Kế đến là chữ chứng đại diện cho những tranh cãi nhiều nhất trong năm nay về nghị đề này. Hoạt động toàn dân bầu chọn cho chữ đại diện của năm đã bước sang năm thứ 16. Năm 2023 này, chữ thiếu giành được số phiếu bầu chọn cao nhất.
Ban tổ chức cho biết, chữ thiếu đã nói lên vấn đề được người dân quan tâm nhất hiện nay, đó là tình trạng thiếu nhân công và thiếu điện nước. Chữ trứng có số phiếu bầu chọn cao thứ hai, phản ánh vấn đề thiếu trứng nóng hổi bấy lâu nay. Chữ lừa đảo được bầu chọn ở vị trí thứ ba, phản ánh thực tế xã hội đã trở thành điểm nóng của lừa đảo. Tổng cộng đã có 65.000 người dân tham gia bỏ phiếu cho cuộc lựa chọn chữ đại diện năm nay. Một nhóm nghiên cứu ở Hồng Kông đã áp dụng công nghệ AI để chế tạo ra loại vải có thể thay đổi màu sắc thông qua điều khiển. Không những có thể được ứng dụng để sản xuất các thiết bị phục hồi chức năng cho bệnh nhân mất trí nhớ, mà còn có thể cải thiện thói quen mua sắm lãng phí. Người mẫu trong trang phục màu đen bước đi trên sàn diễn không một ánh đèn, ánh sáng lung linh dạ lên từ mặt trước của bộ trang phục thu hút vô số ánh nhìn. Những bộ trang phục này không ngừng thay đổi màu sắc, nhưng không phải là tự nhiên mà do được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo thông qua thiết bị điện thoại ở phía sau hậu trường. We have used a polymeric optical fiber with textile-based yarns. So when you touch it, you can see that the hand feel is just like any ordinary knitted fabric. So it actually is very soft and very tactile. The POFs are actually transmitters of light. So light travels from one point to the other. Đây là loại vải thông minh được phát triển bởi một nhóm các nhà nghiên cứu tại Hồng Kông. Loại vải này được sử dụng sợi nhựa quang học thường được sử dụng trong ngành y tế và ô tô, tích hợp với camera siêu nhỏ và công nghệ AI cho phép chúng hiểu được cử chỉ của con người và thay đổi màu sắc. Chẳng hạn như khi giơ ngón tay cái lên, vải sẽ chuyển sang màu xanh đậm, và khi giơ tay hình trái tim, nó sẽ chuyển sang màu hồng. People with dementia, people with learning challenges. So it actually encourages their well-being and gives them a sense of calm. Do vải có thể được tùy chỉnh màu sắc qua ứng dụng điện thoại hoặc điều khiển từ xa. Nhóm phát triển cho biết trong tương lai loại vải này có thể được ứng dụng trong sản xuất các thiết bị phục hồi chức năng. Ngoài ra công nghệ thay đổi màu sắc có thể được ứng dụng trong phát triển thời trang bền vững. Vì việc thay đổi màu sắc trang phục cũng có thể giảm thiểu thói quen mua sắm lãng phí của giới trẻ. Chẳng hạn như thói quen sưu tập đủ các màu cùng một kiểu quần áo yêu thích, nhưng sau khi chán thì đem vứt hết tất cả quần áo cùng loại của giới trẻ ngày nay. Vừa rồi là bản tin tiếng Việt Đài truyền hình PTS Đài Loan. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Phần cuối của bản tin, xin mời quý vị đón xem không khí đón Giáng sinh ở Copenhagen và xin hẹn gặp lại.